Nhìn mắt khó. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục học bài 10, tương với phần tiếp theo của bài 4, quyển 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói, xin lỗi. Tuổi bụt chỉ. Tuổi. Tuổi. Bụ. Bụ. Chỉ. Chỉ tuổi bù chỉ, tuổi bù chỉ, âm hán việt là đối bất khởi, hãy nhắc lại xin lỗi, tuổi bù chỉ, tuổi bù chỉ, hãy nghe và nhắc lại cách nói không sao, nguyên văn là không có quan hệ, mấy quan gì, mấy mấy quan quan xỉ xỉ mấy quan xỉ mấy quan xỉ hay nói lại xin lỗi tuổi bụi tuổi không sao mấy quan chỉ? mấy quan chỉ? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung: học tiếng Anh, 学英语，đi ra ngân hàng rút tiền, chui chén, hôm nay thứ mấy. 今天星期几？李廖飞，去哪呢？天安门。天安门。đi hay không đi đi hay không. 去不去？tạm biệt. 再见。 Mình về trường. Ủa Xin lỗi. Tuyệt Không sao. Mấy quan chỉ.